Anh xem là cái chậu của em là 200 triệu nào rồi? Không, không được chậu. Anh thế nào? Giả chậu, lấy cây thôi. Cái gì? Em đi con về đây. Không đủ tiền trả đá nhỉ? Dạ. Mùi rượu rất độc. Vâng. Ra con giới thiệu thêm không? Thế nào? Chạy kìa. Thắng này rất vui lắm. Biết anh mua cây chắc gì vậy? Gạ bá lỗ. Mà chủ mà vừa đi mua cây. Đá mười đi. Là cái mình chạy cũng khó lắm. Không biết chậu này. Cái này của Thắng à? Quả báo tiền, quả báo tiền không biết. 3,5 triệu. 3,5 triệu mà ông trả có 1 triệu thôi. Dạ bố ơi. Khó bán lắm nhỉ. Mà trả có 1 triệu thì đây. Trả đá ngày hết bố nhỉ. Người mua được người chơi đấy chứ. Đây người chơi đấy. Nó trông một trông đẹp quá. Lên. Chợ bố. Sung. Xa ra thì mới đẹp. 35 triệu. Đã, nhưng mà... xe đang nghiêng đúng không? Chống nghiêng. Thôi được. Nhìn thấy là được rồi. Thấy là đẹp rồi. Ai mua thì phải ra xem chứ, cái to này mà. Đấy, cái kiện đã có xong rồi với. Ủa không Cái kiện ở trước này. Chắc cụ trong kia đang thương thảo với nhau. Cái to này. Anh uống đi, em là xong đi ra. Cũng hôm trước cũng bảo 35 này, hai cái to này, hai bên này đều bảo đều 35 triệu. Mỗi cây 35 triệu. Cái này thì quay hôm trước rồi, chẳng muốn quay lại nữa. Ừ. Bao tiền một nhánh đây đấy bác? 20.000. Ông có 20.000. Cho đỡ vướng. Đấy. Dâm này, dâm rất tốt. Này gì đâu. Ông lấy cả. Đây nhá. Ừ. Đấy. Phụ lấy mỗi cẩu thôi. Mang kiểu là kiểu rồi ra gạ, chú đổi hết cả xe hàng cháu cơ. Alo. Đổi hết nhưng mà xem là. Alo. Đấy à, bảo là phải 3:30 chiều mới làm tiếp được nếu mà làm. Ba gì? À, ông ấy đi lúc đấy ông đi vắng rồi. Phải 3:30 chiều. 11 giờ ông cũng không có ở đấy nữa rồi. Thì 3:30. Bây giờ á? Làm gì cả? Bây giờ cũng về cũng 10 giờ á? Còn đá nó sống rồi. Lại gọi lại à? Đi. Thích thì dưng thích thì mua chứ. 10 giờ á? Ok, nói lại vậy. Bé 20 nhá. Bé à. Bây giờ cháu trở về đến Ba Vì đấy chú ạ. Hay lên chợ tiêu bao nhiêu hết. Nếu mua cây về chơi cả 20.000 một cây. Vâng. Rất nhiều đấy. Cả hoa hồng. Cả hoa hồng. Cả hoa hồng. Cả tiền nó chỉ là phù du thôi mà. Đúng đi. 53 30 nhiều gắng hết. Mấy chục nghìn một cây thôi. Anh ạ, à, dạ bọn em 10 giờ bọn em sang được không anh? Yêu gắng ngay hết mấy chục mà. Vâng. 10 giờ anh nhá. Dạ dạ, để em chốt với anh nhá. Bé nhưng mà nó... Dạ vâng, nếu bọn cho bọn nó sang 2-3 anh em sang trước ấy. Rất là nhỏ. Đấy, vì là tầm chiều sợ sợ ví dụ nó có cái gì nó thay đổi lại, nó lại nhớ việc của anh. Đấy, thì bây giờ cứ chắc được 10 giờ thì cứ sang cho anh luôn. Anh nhá. Cái này thả nước luôn được không? Không ạ. Ok không anh? Bây giờ nếu mà thả nước đấy, dạ, thì anh nhá. Đủ dạ, sẹt sẹt ở dưới chất này thôi. Vâng, vâng, ừ. Anh chạy. Thế sau phải dặn dặn thì... Phải từ từ, chứ nếu mà thả bõm là chết. Nó là sặc rồi chết. Đấy. Tức là phải có một lớp đó, không bị úng. Nên sẽ không bị úng nước. Vâng, cứ thả từ từ thôi. Đúng 10 giờ anh nhá. Ờ, không có sao, không đi mất đấy. Nhá. Cứ sang thì cứ lên đi anh nhá, em có tí việc tí nhá. Đẹp. 40
chơi lộc đẹp đỏ. Ông cây to thì đã đành rồi, cây to thì dễ rồi. Cây gì cũng đắt mà cây gì cũng rẻ. Thế hoa hồng thì bao tiền một nhánh ấy bác ơi? Hoa hồng bao tiền một nhánh? Một thời gian thì cũng có cây lộc vẫn bây giờ gốc này. Bác chủ ơi, hoa hồng thì bao nhiêu tiền một nhánh? Hoa hồng thì bao tiền một nhánh? Đằng sau hoa hồng đằng sau đúng không? À, đây là tầm xuân. À tầm xuân à? Ba chục. Tầm xuân à? Thôi đi bán hàng đi. À, tầm xuân này. Mình cũng cứ quay vào đây mà lấy. Lấy đồ lại mà lấy. Đấy, bán cái gì đấy mà căng thẳng hay là. Có hai lần. À, đấy. Thả được nhưng mà thả từ từ đâu. Thả đến đây thôi. À, lượt chứ. Thả đặt nó sần sệt xong mà được. Thả lên dưới cái đĩa nước. Thả lên cái đĩa nước là được. Cái này trông như nào chú? Bóng đấy của tôi. Đấy, đấy, shipper mà mê cây lắm nhỉ. Yeah. Quá rẻ. Rẻ gì, thích thì mua đi, rẻ gì. Trồng năm mới là lộc lá đấy. Cái này 30 à? Hả? 30 à? Cây nó to, 40 to rồi. Anh nhỉ? Ôi giời ơi, Tuyền ơi. Sao anh? Sao chết? Móm đây. Móm à? Đấy, còn mang về cây đều đều đi, cả trái. Cái này đang ra lộc. Toàn cái đẹp này mà. Chống về vật lá ra lộc. Bao giá tính cho sôi động anh? Chả trái thương à? Không ai thương à? Đấy, cây đẹp hơn rồi. Muốn lá nhỏ thì vặt hết lá to đi. Vặt đấy, cũng để là bán như này có người thương không? Thoải mái. Cái si con này đến vặt có một tuần sau nó phun ra đâu. Ngày, chết mệt. Về vặt. Cái si bầu đấy. Mà ông ấy ông lấy trong bắt trong Sài Gòn gì? Suốt ngày điện thoại. Bác ấy mà bắt rồi chắc bác không thả đâu. Chơi mà. Cái này thì bao nhiêu anh? Cây là 1,5 triệu bé, hết tay bé ta đó đông rồi bao tiền nuôi ta 1,5 triệu đây bao nuôi lấy đồng nào lấy đồng tối cả lấy đồng bao tiền nhà anh còn lấy đồng bắt đầu nó ra vàng rồi. Alo giá nghe lập vực với xanh thì thôi đúng vâng vâng đúng đồng không à dạ đúng là nhà nuôi chơi về luôn à nó nhiều quá thì bắt đầu vàng dạ cây này cũng là cái kiểu dáng như thế về nó còn tùy cây này chắc hàng tiền nhau nhặt tiền nhau cái này là 3 triệu đấy cái này hay đấy mất lưng như chơi đấy tiền sau cụ người ta đây nhá cụ được 2 cây nhỉ hay quá đấy mùa như là bắt đắt như hàng tôm. Đến cái ông mẹ chở hàng cũng phải dừng lại, ông mới nhặt đôi cây. Về thầy bò ít tiền về là một ngày buổi chơi người ta về làm hàm đúng rồi. Thậm chí là ở trọ cũng chơi được. Giờ này thèm hàng hoa hơn. Tầm này nói chung là có đây là si gì đấy nhỉ? Si thanh chuẩn. Đấy. Dòng si lá bé nhất. Bao tiền này? Đây 3 triệu. Từ đây lên. Cao thế. Sạch sẽ. Bên nó đẹp nó dài. 3 thân rồi. Đẹp sạch sẽ. Cái này để cao lên bác nhìn thấy mới rõ. Ngồi trên xe ông nhìn ở trên xuống thì có biển lìn lạ quá biển lìn hoa không anh có hoa không không có chắc chào biết mua là biển lìn này có cả quả cả hoa đấy chứ không biết em hỏi anh cái này nó giống không biết đâu nó giống cây sơn trà nhỉ đấy nó gần như cây sơn trà si này bao tiền 3 triệu ấy đấy mua đi bảo là mai khi làm ít này lên bán cùng này kiếm đây à đây này kiếm triệu bạc đây đây gì đấy này kiếm triệu bạc ngon quá ngon từ nãy giờ mới riêng mình nhiều đồ màu lắm đấy cái phải nhốt tầm này
thân bằng này đấy này. Cho xong rồi lên cút phát là ba vai mà biết chỉ giật hình nhưng mà phải giật được hai đấy, nhát ấy. Là đưa ra đây là mà lúc đấy nó có giá dễ. Được đấy. Mấy chục con về nuôi mà cố gắng mà nhốt được là được. Nó chưa được đấy thì mình nuôi là thêm à. Được công nuôi à. Nếu bán ngay nó trả được bao nhiêu lại vài trăm mà lũ mà nó chưa có tay cảnh khó nó cũng khó bán quát cao nó khó. Rồi, nó phải có cảnh. Nó phải có cái gì rồi à. Nó mới dễ có chốt rồi là được. Là định hướng được ấy. Vâng. Đỡ phải tưởng tượng. Thực ra mình phải được dẫn được 1-2 nhát đấy. Đúng rồi, nhát thứ hai là ngon lắm rồi. Mình không chơi ăn sổi nữa mà phải làm phí thêm tí. Đúng rồi. Bởi vì sau nó không có mà bắt nữa. Sản xuất đâu kịp phôi bây giờ. Kiểm soát được. Tính bằng năm bằng tháng đời người làm sao rồi. Ông nào có tiền ông vừa đi vùng là hết. Vậy cần có hạ cái cành cho muốn cho nó cái dê nó to, nó trông nó chặt chẽ cũng phải mất một đôi năm ấy. Đấy. Vậy thế mới được. Và dê phải cắt giật nó mấy lần nhé thì nó mới đẹp, dê nó mới đẹp, làm dê nó mới đẹp chứ. Đấy. Nên là nếu mà giữ được là nên giữ những cây con nét. Đấy, tuyệt vời. Góc này là lét hơn không chú? Lách bông nhìn là lét hơn không? Vẫn nét mà. Ô, ông vừa nãy thích à? Nhưng mà không sao à? Ông này chặt à, có một ông bảo cho ông một cây là này thích thì ông chặt à. Anh kéo lên là chú nhé. Ui. Này, khó khăn lắm. Có cái gì mà khó. Mấy là khó thì chú toàn mua đâu. Em mua mấy đồ bé thôi. Để trên này đi, để với quê có được chơi đâu. Quay tiếp cho anh à. Giá cực lạnh. Anh để chú giá hôm nay cực lạnh. Chú bán đi đã cho có hàng Tết anh ạ. Chích lại cái bông nhìn nó khác. Rõ ràng hơn. Ok đây. Trước kiếm con chuối thích được. Xong rồi bán mẹ rồi. À, con không thích để chỗ này đúng không? Không. Con chuối bóng dáng đẹp cơ. À. Ngót trục cơ. À thì à? À cái cây rừng cái gì? Rừng không, rừng khác. Hôm nay còn một thân mày à. Mang vào trong chân lũa xong là về mất mẹ ngon thì được thôi chú phủ cái dây vào ok.